Sai lầm khi rửa trái cây và rau quả khiến vừa mất hết chất vừa rước độc vào người. Việc làm sạch hoa quả trước khi ăn, rau củ trước khi chế biến là việc cần thiết, bắt buộc phải làm. Tuy nhiên, nhiều người đang mắc sai lầm nghiêm trọng khi rửa trái cây và rau củ khiến người dùng có nguy cơ mắc nhiều bệnh nghiêm trọng. Những sai lầm khi rửa rau và trái cây. Rửa rau bằng cách ngâm lâu trong nước. Đây là một sai lầm khi rửa rau không chỉ bạn mà nhiều người mắc phải. Cách làm này không chỉ không có tác dụng với rau ngậm hóa chất, mà còn làm mất rất nhiều dinh dưỡng trong rau. Bởi vì, trong rau xanh chứa rất nhiều nước, căn cứ vào nguyên lý thẩm thấu, nếu ngâm lâu rau, trong nước sẽ khiến nước bên ngoài xâm nhập vào rau để đạt trạng thái dung dịch cân bằng. Đến khi vách tế bào bị phá vỡ do lượng nước thẩm thấu quá nhiều, thì dung dịch trong tế bào chất sẽ hòa tan với môi trường nước bên ngoài. Vì vậy, các chất dinh dưỡng trong rau cũng bị hòa tan với nước. Lượng vitamin C gần như bị thất thoát hoàn toàn. Các chất dinh dưỡng khác như vitamin nhóm B hoặc khoáng chất, protein tan trong nước cũng bị thất thoát giống như vậy. Nếu bạn muốn cho sạch, nhất là với những loại rau trồng dưới nước vì có nhiều ký sinh trùng bám trực tiếp lên rau mà mắt thường không thể nhìn thấy được, trong đó nhiều nhất là trứng của ký sinh trùng và vi khuẩn, thì cách tốt nhất là nên rửa trực tiếp từng lá rau dưới vòi nước chảy. Biện pháp này cũng rất có hiệu quả trong việc loại bỏ dư lượng hóa chất trừ sâu còn bám trên lá rau. Rửa rau ba nước là sạch. Cách rửa này không thể loại bỏ các hợp chất hóa học trong thuốc trừ sâu hay trứng chuồn và ấu trùng sán bởi chúng có kích thước rất nhỏ, nằm lọt trong các khe kẽ và cân lá nên rất khó bị rửa trôi. Rau gia vị như hành, ngò chỉ cần rửa qua cũng là một suy nghĩ sai lầm mà hầu hết chị em nội trợ mắc phải. Chần rau qua nước sôi rồi nấu. Nhiều chị em lại cho rằng chần qua sau rồi nấu cho an toàn, nhưng đây cũng có một sai lầm. Thói quen rửa và chần qua sau rồi mới nấu nhằm bảo đảm vệ sinh vừa đẹp màu khi ăn là không cần thiết, thậm chí là phí. Cách này vừa làm giảm vitamin vừa khiến cho hương vị của các loại rau quả không còn thơm ngon trong quá trình chế biến nữa. Các rau củ trước khi rửa. Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến cáo nên rửa rau xong rồi mới được cắt. Nếu cắt rau xong mới rửa sẽ làm mất một lượng vitamin thường tồn tại ở chặng nước. Rau sau khi cắt, lại bị ngâm vào nước sẽ bị tổn thất từ 14 đến 23% giá trị dinh dưỡng. Nếu ngâm trong một đêm, lượng vitamin C gần như bị thất thoát hoàn toàn. Hàm lượng các chất dinh dưỡng khác như vitamin nhóm B hoặc khoáng chất, protein tăng trong nước cũng ảnh hưởng không nhỏ. Thói quen sai lầm này không chỉ làm mất đi một lượng lớn vitamin, mà còn vô tình làm những chất bẩn bên ngoài vỏ thấm vào bên trong lúc rửa. Chùm rượu trắng rửa trái cây. Rượu trắng tuy có tác dụng diệt vi khuẩn bám trên bề mặt trái cây, nhưng lại dễ làm thay đổi màu sắc và mùi vị tự nhiên ở các loại quả, đồng thời làm giảm các giá trị dinh dưỡng, gây lãng phí và ăn kém ngon hơn. Hướng dẫn rửa rau củ quả đúng cách để loại bỏ thuốc trừ sâu, vi khuẩn. Sau khi xối sạch rau dưới vòi nước, dùng nước vo gạo để ngâm tối đa trong 15 phút, mục đích để trung hòa tính độc tố ở thuốc trừ sâu. Dưa chuột, cà tím hoặc những loại củ quả có lượng thuốc trừ sâu đậm đặc tốt nhất là rửa sạch, gọt vỏ ngoài mới ăn. Cho rau quả vào chậu nước, sau đó thêm chút giấm. Ngâm không quá 5 phút rồi vớt ra, rửa lại sạch với nước, để ráo và sử dụng như bình thường. Pha 4 muỗng canh muối, nửa trái chanh với một tô nước sạch, khuấy đều cho đến khi muối tan. Sau đó cho các loại rau củ vào ngâm khoảng 5 phút rồi rửa lại bằng nước sạch và chế biến. Các loại củ như khoai tây, cà rốt, củ cải, khi gọt vỏ hoặc cạo bỏ lớp ngoài, các vi trùng, bụi bẩn, thuốc trừ sâu trên bề mặt vẫn có thể thấm vào sâu. Để làm sạch, nên rửa kỹ lại với nước lạnh, tránh chà xát mạnh tay để rau củ không bị nát.